Lolo anh em ơi, và chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm một clip về game Vela Football. Thì Vela Football chuẩn bị cho ra mắt một bản alpha test tiếp theo nha, vào ngày 21 tới ngày 26. Và từ ngày 13 tới ngày 20 sẽ cấp cho bạn các APK, bản APK để các bạn tải về nha. Ok, thì bây giờ mình dịch ra xem nó nói cái gì. Đăng vào ngày 1 tháng 4 rồi, mà bữa nay mình mới làm clip cho anh em. Thì clip trước mình cũng đã chỉ cho anh em cách đăng ký khảo sát để nó gửi Gmail về. Ok, thì đây, cái cập nhật đầu tiên đó là thiết bị của các bạn. Thì iOS tương thích với iOS 6 trở lên và RAM 1GB trở lên. Còn Android là yêu cầu Android 8.0 trở lên và Snapdragon 450, 64 bit trở lên và RAM 2GB trở lên. Ok, còn cái thứ hai là tính năng ngôn ngữ. Thì AD đã nói trong đây là đã thêm tiếng Thái Lan và tiếng Indo vô làm ngôn ngữ hệ thống. Thì các bạn sắp tới nữa và nhiều hơn nữa thì sẽ up thêm nhiều ngôn ngữ khác, cũng sẽ chắc chắn có ngôn ngữ tiếng Việt đồ luôn. Ok anh em. Rồi cái thứ ba là tối ưu hóa. Thì cái này là những cái cầu thủ á, tạo khuôn mặt cầu thủ á, nó thật hơn bản trước, và ra bản Open Beta thì nó đẹp hơn. Ok, và những cái pha bóng đưa bóng vào lưới á, và cách ăn mừng của cầu thủ á, cũng được cập nhật mới luôn nha. Thì bản quyền thì anh em không cần lo, vì nó như PES vậy á. Nó mua, nếu mà game mà ổn định á, thì sẽ mua nhiều thêm bản quyền anh em à. Chứ game mà game này mới ra mà đâu dám đầu tư nhiều đâu anh em. Game nào mà chưa chắc chắn thì đâu có dám đầu tư nhiều anh em. Đầu tư nhiều lỗ rồi ai chịu, đúng không? Ok. Thì cái thứ tư là tính năng. Chế độ huấn luyện viên này là chế độ đá giải lập xếp hạng. Ok, đá giải lập xếp hạng mình tự chỉnh chiến thuật cho nên trong bóng đá nha. Rồi cái thứ hai là Voltaline. Đây, cái này là nhiều anh em chờ lắm mà. Voltaline trong FIFA Online 4 á, với FIFA 21 trên PC. Cái nào bữa thì chừng nào ra mình sẽ làm về Voltaline nha. Thì mấy video trước mình chưa làm, video sau này mình sẽ làm. Và anh em nào muốn chơi á thì anh em để lại comment bên dưới nha, rồi để mình giúp anh em chơi. Thì chỉ có 800 slot thôi. Nếu mà anh em chơi không được á thì để mình review coi nó sẽ có những cái gì. Thì nó trong vòng 6 ngày từ ngày 21 tới ngày 26 là nó sẽ đóng lại bản alpha test. Thì chắc chắn cái lần đóng này thì nó sẽ ra open beta luôn anh em à. Chứ thời gian test chỉ có 6 ngày thôi, chắc chắn nó sẽ ra. Nếu mà mình mong lần này là nó sẽ bùng nổ hơn bản trước, sẽ có nhiều cái hay hơn. Thì mong thì AD sẽ không làm mình chờ đâu nha, mình thất vọng đâu. Ok. Thì cái thứ ba là tính năng chuyển nhượng, thị trường chuyển nhượng. Thì cái này như Master League kìa, anh em sẽ được ký kết hợp đồng với cái cầu thủ luôn, đá là như Master League luôn, thì có đội hình riêng nữa. Ok, cái này sẽ là rất hay, cái này và tính năng Voltaline á. Rồi thì cái thứ tư, cái thứ năm này á, thì cái thứ tư á là bình luận. Thì sẽ có bình luận viên mới mà chưa được công bố ở đây. Ok, cái thứ năm là trò chuyện trực tiếp trên tính năng chat của cộng đồng trên web luôn á, trong game á. Ok anh em. Thì anh em nào thấy hay thì hãy để lại cho mình một like, một subscribe nha. Thì sau đây mình sẽ chuyển qua cái phần Gmail mà AD đã thông báo cho mình rồi á, đã gửi cho mình cái bản thử nghiệm á. Thì từ ngày 13 tới ngày 20 AD sẽ gửi cho mình bản APK nha. Ok, anh em nào mà được gửi bản, gửi cái Gmail rồi, anh em comment bên dưới nha. Anh em nào mà chưa được gửi á, thì anh em cũng comment bên dưới luôn nha, để cho mình biết nha. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Tôi không còn gì để nói với đội bóng của tôi nữa.
đẳng cấp lo đây. Ok, đây anh em ơi, thì AD đã gửi cho mình một cái Gmail này nè, như thế này. Thì đây, cảm ơn bạn đã trả lời khảo sát. Thì cái khảo sát hồi bữa á, tới ngày 8 tháng 4 á, là hết đóng khảo sát á, mình đã trả lời rồi nha. Thì nó gửi cho mình Gmail. Còn anh em nào mà được gửi Gmail á, thì anh em hãy comment ở phía bên dưới nha. Anh em nào chưa được gửi á, thì anh em comment là chưa được gửi ở dưới phía bên dưới để mình biết nha. Rồi, đây, chúng tôi sẽ gửi cho bạn bằng cấp là cái APK á, qua Gmail vào ngày 13 tới ngày 20 nếu bạn muốn tham gia kiểm tra này. Ok đó, là nếu mình muốn tham gia kiểm tra là AD sẽ gửi cho mình cái Gmail APK nha. Anh em nào iOS thì gửi theo iOS. Thì anh em trên khảo sát đó, anh em cũng trả lời anh em xài điện thoại nào rồi đó, thì sẽ gửi cho anh em. Ok. Thì trong khi đó lưu ý rằng nếu mình mà không ở trong khu vực thử nghiệm á, là ở Singapore, Indo với Thái Lan, trong ba khu vực đó mà mình không có ở trong khu vực nào á, thì anh em sẽ chơi hơi bị lắc, bị ảnh hưởng á, là bị lắc á, bị giật á. Ok, thì anh em fetch IP qua ba khu vực đó, anh em chơi sẽ ổn nha. Ok, thì nếu anh em mà gặp bất kỳ vấn đề nào mà trong quá trình kiểm tra thì gửi Gmail này qua cho AD. Ok, thì tới ngày đó thì mình sẽ hướng dẫn anh em nha. Rồi, anh em nào thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe cho kênh của mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em.